con nơi biển rộng trời cao, sánh bằng sao được con lao mẹ hiền. Vâng, làm điều sòng thật tâm thể hiện chữ hiếu, việc ghi nhớ 10 điều răn dạy của cha mẹ đối với con cái từ nhỏ cho đến khi trưởng thành. Tiếng xa của thần âm thể hiện sự xa diết giàu cảm xúc, dễ chạm tới trái tim mỗi chúng ta. Công cha ngãi mẹ sinh thành, mẹ mang con 9 tháng thai sinh 1 giờ. Trong lòng mẹ cha trà ngài tanh dơ, nuôi con từ thùa trứng nước ngây thơ những là. Nó thấy được đáng phục. Con lớn con khôn âu lo.
chốc lỡ đẹp dài mẹ những âu lo. Bảy anh đi con tập lẫy tập bò đầu răng thời cuối lẫy cúc khuỷu sông hồ dạ heo khôn vời chăm chút không rời tám ân là trong đây chăm chút không rời lửa tình là tình tình theo tình dậy nên người đoan phương chín ân thì con ơi tách ổ ra giàn học văn này học lễ chiến vàng vàng canh son mẹ lo bề gia thất cho con. Thời cô ấy canh già.